của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Các bạn thấy mình tô đẹp không? Vừa rồi mình đã tô màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn.
Mình rất tô màu xanh nha các. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng cho tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Ôm màu mới gì sẽ dành chưa thể chiến thường thôi. Tôi chưa thể chiến thường. Từ giờ gọi quan đấy. Gọi quan làm gì? Và rất gửi cái ảnh anh gậy thì bán cho nó có ở nhà đâu. Cái gì mẹ nó vẫn cho ấy, nó có ở nhà đâu. Ở nhà này nó có ảnh gậy của nó chứ. Nhưng mà sửa cái gì vậy? Thế từ tôi nói tôi cái gì vậy? Tôi nói tôi đi ấy, đi chuyển tải cho chị Lan Anh không? Thế thì dừng lại. Nhiều không? Lắm đây thôi, lắm đây này. Mềm tuổi à? Ừ? Mềm tuổi. Mẹ cái bên này có tô đâu? Tô một tí. Chị ơi, tô một tí đâu. Mình ra ngoài nóng quá không? Chờ đợi mà. Chờ đợi ngoài hốt quá. Hốt cái gì cả? Cái gì? Mẹ đeo gửi cái mẹ đeo bát cho. Thank you.
Nhịp bé nó đang đi bia rồi. Khi người yêu khóc làm mê rồi, làm mê gái hiếm lòng. Rồi, ai đi nếu gửi đâu, ai gửi nó. Bây giờ mình lấy tô màu xong như thế.